đau không? Gì mà đau? Thật đau rồi không à, tay như cái khúc gỗ vậy đó. Bị Parkinson kiểm soát không được. Parkinson kiểm soát không được. Theo lớp thực hành, thiết thực, cụ thể, trực tuyến, hài hước, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Tứ trụ Sài Gòn, gym triệu đô, đẳng cấp 5 sao, gym Chúa Duy Nguyễn, THOL. Cố lên, mệt quá. Come on, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, one more, 10, 11, 12. Bài này gọc mông, giật mông bạc bạc của mấy em. Round 2. Come on. Lên nào, 1. Cao lên. 2. 3. 4. 5. Đúng rồi xem ơi. 6. 7. 8. 9. 10. Come on. 2. 5. 3. Ôi thầy luôn, mới tập xô hôm qua. Má mới tập xô hôm qua. 25 kg một cặp, đem đây luôn. One more. Quay phim thôi đâu cần tập để chết đâu. Lên tạ 30 kg cho nó sốc em. Thôi. Má tập bài này mà sao bài dai với bài tại sao á bạn. Nó đuối. Má lực bất tòng tâm luôn á. Mình thấy nó nhẹ nhưng mà lên không nổi. Má giống như cảm giác thấy nhỏ con gái, nhỏ đẹp cực kỳ luôn. No feeling. Sao giờ cục nào cũng nặng em ơi. Má tập tới giờ phút này cục nào cũng nặng hết. Trong này đuối dữ vậy, ông nghe chưa? Vô tập đi con. Nãy em biết tập mười mấy bài rồi chưa? Sung cái gì? Hôm nay tập 4 nhóm cơ. Mỗi nhóm 3 bài, 12 bài. Tập vậy đó. Người ta tập 12 set ta bỏ về mẹ rồi. Tập 12 bài, bài 2 3 set, 3 set. Mệt chết cha luôn. Tập cường độ cao, nãy giờ tập mới có nửa tiếng rồi đó. Bởi ta nói đó, cái hay của một giáo án á không phải là tập bài gì mà là cách tập sao. Bài chỉ để cho tụi em nhớ bài thôi. Đúng không? Giống như cái thằng mới vô 3 tháng á, nó tập đâu có tập cục này đâu. Tập cục 5 kg à. Đó, tập xong nó ngồi ra nhắn tin gái kìa. Lên lên. Lên anh, đừng bỏ bài này anh. Không bơm lên nổi. Mà cầm cái nó nặng cái tay nè. Mấy em tập gym em có cảm giác cái tay mà cầm cục xà bông nó lắc chưa? Rồi về tắm á. Hả, đường xà bông sao? Đúng không? Tụi em tập cho tới cái đẳng cấp đó đó là mới hiểu gym là cái gì. Hiểu không? Gym là đời mà anh. Đó, do đó giờ tập tay trái trước. Má, mẹ bỏ vào đây chứ thiệt. Ông lẽ bỏ vào đây chứ thiệt. Má, ngày mới đầu tiên tập tạ vô cái gặp thằng BT chùa ở đâu không biết nữa. Nó chỉ ngày đầu tập tay, tập vai, tập ngực, rồi tập tay, tập lưng. Xong cái lúc đó anh mới hỏi, ủa anh ơi, chỉ bài nào vô chân anh. Giờ tập con mẹ gì đâu, ngại cái gì cũng tay hết trơn vậy. Cái anh hỏi cái gì cũng tay đằng sau.
cái nói thì đó, tay kéo, tay duỗi, tay xoay, tay đẩy, tay kéo vậy nào tay chân mỏi tay quá. Mà tập kiểu gì mà cả tuần tập tập vậy cũng tập được ha, đau thấy mồ. Nói tập chân hả? Chân thì 6 tháng đi con. Ngộ ha. Đó ừ, quá. Sao rồi. Đâu cái khái niệm đấy vậy ta? Chân 6 tháng đi con. Chân 6 tháng sau. Thời gian nè. Tết nền thôi chứ không phải chọi tạ. Tết nền. Gọng nội á, giờ tập xong mỏi mẹ sao gọng. Trời ơi, tập bài đầu có gọng được chứ bài này nó mỏi lắm. Nó mỏi đâu còn lực đâu gọng. Đó, đau không? Gì mà đau? Thật đau rồi không à, tay như cái khúc gỗ vậy đó. Bị Parkinson kiểm soát không được. Parkinson kiểm soát không được. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tay phải. Nước uống rồi. Trung tâm gym hoành tráng triệu đô. Máy tập Mỹ 150 triệu. Máy leverage đa dạng, chất lượng cao. Tạ PU cao cấp 100.000 trên ký. Máy tập Selectorize 80 triệu. Rực sáng một phương trời về đêm. Trang phục tập luyện cao cấp. Zumba, yoga, belly dance. Nội thất vệ sinh xịn sò. Thiết bị cardio siêu hiện đại. Phi thực phẩm bổ sung. Không gian sang trọng. Giá chỉ từ 400.000 một tháng. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.